Chào cùng cô bà. Xin chào quý ông bà, cô bác và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của An Nông TV. Các bác thân mến, hôm nay cháu An Nông với lại em Quẩy nữa, với lại bé Phong nữa tiếp tục quay lại chuyển quà đến cho bà ở một cái căn lều nhỏ nhỏ ở nhà. Đó, cũng thật sự là rất là buồn và rất là đau xót. Đấy, 9 tháng 10 xin thay mặt bà xin gửi lời cảm ơn đến cô Phạm Thanh Tịnh ở Lâm Đồng và cô Trương Thanh Hằng rất là nhiều, cũng đã dõi theo kênh cháu An Nông TV thì cũng đã gửi tiền để ủng hộ bà ở đây. Cháu An Nông xin cảm ơn. Cháu An Nông xin chúc hai cô luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn luôn có tấm lòng vàng để giúp những hoàn cảnh khó khăn. Cháu Nông xin cảm ơn. Và tiền của cô Phạm Thanh Tịnh thì cô có dặn, cô gửi tổng là 500.000, thì cô có dặn là cho cái 200.000 để mua cá khô, và còn 100.000 thì cô ủng hộ cháu Nông để đổ xăng dầu. Đấy, thì cái số tiền mà của cô Hằng và cô Phạm Thanh Tịnh thì cháu An Nông cũng đã trích mua là nhu yếu phẩm cho là hết số tiền rồi. Mua cá khô này, dầu ăn này, đường này, hai gói đường và một gói muối, một gói mì chính, một thùng mì tôm, một bao gạo và một cân thịt nữa. Thì với cái số tiền là cháu An Nông cũng đã chi hết, thì chi cụ thể như nào thì lát nữa lên trên lều của bà thì cháu An Nông sẽ đọc chi tiết để cho các cô các bác biết là chi vào những cái việc gì, những cái gì cái gì. Rồi sau đây xin mời các cô các bác tiếp tục theo dõi video nào. Hôm nay lại có Quẩy đi cùng. Quẩy đi thì cho có việc ví dụ là vác nặng thì em nó còn hộ được, còn những ngày mà cháu An Nông một mình đi thì rất là khó về cái việc mà vận chuyển đồ. Phong xách cá nhé Phong nhé. Hôm nay đến thì không biết là bà có ở nhà hay không, có nặng không? Nặng không? Nếu mà nặng thì lấy cho chú một túi. Cái kia vác vào vai đi. Này. Nào lấy vào đây. Lên đây. Cho vào vai ấy, đấy. Chắc như mọi lần đấy. Không biết là có ở không. Không biết là thì nãy không thấy ở đâu cả. Tôi đi không ở để tìm sau đây. Đấy, bác như này nó dễ hơn. Đúng không? Hả?
Thế hồi nãy gọi trưởng thôn mà không có. Có, con gái nó mua cho cái. À, con gái mua điện thoại cho. Ừ. Hồi nãy gọi chả thấy nói gì nhỉ, chả tranh trưởng thôn mà không. Có lâu rồi. Thế á? Thế em có số không? Không. Không có à? Đi. Chiều qua thì tôi ở Tông Ngào sang. Chiều qua Tông Ngào. Ở sang đây rồi, sang về nhà rồi. Thế á? Chắc ở nhà. Đi đi đi. Được. Sợ là bà không ở nhà ấy. Phòng ngoan như thế chả tốt nhỉ, Phong nhỉ, đúng không? Phong, theo cháu anh ông tìm hiểu thêm đấy thì có nói là con trai của bà là nghe lời bà nội đuổi bà ra khỏi nhà vì bà nội là biết đi làm thầy cúng, làm thầy làm then như thế được thịt ăn, được thịt được rượu ăn, thì con trai của bà này lại nghe bà, lời bà nội là không cho bà này ở, bà này không làm việc, mà trong đó căn nhà đó thì là bà này làm, mà cũng xin tiết lộ với các bác là bà này thì chồng cũng đã mất lâu rồi, cách đây hơn chục năm rồi đấy, xong là tự nuôi một mình, nuôi ba đứa con thì hai gái đi lấy chồng xa, còn một con trai đấy thì ở nhà không ở rồi. Đi đi. Bà đi đâu rồi? Ô bà đi đâu rồi? Khóa cửa rồi. Thật sự là một người con quá bất hiếu. Đấy. Mang nặng 9 tháng đau đẻ. Cuối cùng đuổi mẹ ra khỏi nhà. Không có toát mồ hôi không? Ô bà đi đâu? Với bà đi đâu? Khóa cửa rồi. Ao à? Gọi trưởng thôn xem nào, biết bà đi đâu không? Ôi ôi, thật sự là quá là nóng các bác ạ. Nóng dã man luôn. Về đến đây. Không biết bà đi đâu thật đó, hay là đi. Bà là hay đi làm thuê vun ngô này. Và hay đi nhặt rau để bán.
Đợi một lúc rồi nhưng mà không thấy bà ở đâu, xem điện thoại nhé Phong nhé. Ê, thửa ruộng của bà đấy. Nếu mới một thửa ruộng với bé, nghe bà con nói là mỗi năm gặt chỉ được 3 bao thóc. Bà cũng làm 2 vụ, vụ này và vụ sau. Hơ, bố đồ chắc mẹ chì bây giờ à, hơ bố chắc à? Hả? Ấn luận đó. Mày hỏi ai cũng bảo không biết. Không biết là bà đi đâu. Thấy củi á? Chú đi làm gì? Chú đi làm gì vậy? Đi trên nhà chứ. Đến nhà trên này á? Chú có số điện thoại của anh em bạn này không? Bốn luận á? Bốn luận từng nào, nhưng mà bây giờ chú có số không? Hả? Thế cháu xin để cháu gọi xem nào, bà có sang đấy không? Thế sao lại không ở lại đi tận Tùng Ngào đi làm gì, chắc đi Tân Châu cho con cháu bên kia à? Không, không đi Tân Châu đâu. Ô, nóng quá. Không đi Tùng Ngào đâu, nhà thôi, mà gì, chỗ nào không biết. Bố mình làm ta nó. Cây tú đấy chứ. Cây tú mất buộc khóa mà cả. Khóa vẫn. Bò luận phải là dù. Chào bò luận má phải là mà dù. Phải má, không biết. Mình nằm nó nằm thì cuốn ớn được. Lúc trái hề còn lúc trái hồi dụ cầu lê đẩy phần phần trái ngọc rộn tạp mài. Chú cái hoàn cảnh của bà này như nào chú? Cái này là rắn như nói tiếng kinh này. Còn lúc trái đá con chửi thôi, không phải vợ thích ở cùng con, rồi con không cho ở cùng, thế là khác làm nhà. Con có bị đánh không? Ôi, đánh thì đánh nhiều. Con đánh nhiều à? À. Con đánh nhiều lắm à? Đánh nhiều chứ, chú nhiều, bà nữa, bà có chịu. À, thế là con đánh xong là mới về đây? Ừ. Nhà anh em về giúp làm. Nhà anh em mình giúp làm? Con ở không giúp, con khi nào mà. À, con không giúp làm? Không giúp làm. Mỗi anh em mình giúp làm? À. Thế là con trai của bà này với lại bà nội đuổi. Bà đuổi. À, cái thế cho cháu hỏi tí là cái nhà hiện tại là con trai ở là có phải bà này làm không? Phải chứ, bố nó làm mà, trước nhà bố ở đây bố chết rồi. Bố chết được bao nhiêu lâu rồi? Thì là 76. Đây. 5 năm đấy. Ừ. Thế khi mà bố chết xong là con trai mới đuổi mẹ ra khỏi nhà. Trước thì đi làm cùng nhau mà con nó đuổi không cho ở nhà, thì trước thì con còn bé thì hai bố với mẹ làm, bây giờ làm xong rồi dựng đi sang bên kia thì nó không cho mẹ ở cùng. Nghĩa là khi cái nhà hiện tại con trai đang ở là bố mẹ làm. Bố mẹ làm đấy. Cả bà này làm cho, xong là bà, bây giờ bố. Con lớn thì con lại không cho mẹ ở nữa, xong là đuổi mẹ ra khỏi nhà. Không cho mẹ ở, nó bảo và thôi bà thích đi thì mẹ thích đi thì đi, đi chỗ nào thì tao không nuôi nữa. Mẹ thì khác làm. Thế là làm. Chú có biết là chú có ở gần không? Không, chú ở bên kia đó. À, nhà con nó ở kia. À.
Thế con thật sự là nuôi con như thế là quá chăn, là chăn màn rồi con về sắp về đốt về lấy vì nhà trên nhiều nhà anh đi hai cái bóng à. Chăn thế là chăn màn anh em cho còn định về đốt nữa, định về đốt à. Mẹ bảo bà sợ về đốt thì mang về đến nhà nhà em kia xa bên kia à. Thế là thằng con trai như thế là quá bất hiếu nhỉ, vất vả bà đấy, vất vả. Vất vả nuôi con lớn rồi lại không được ăn sức của con thì lại con lại bị con đuổi đánh ra khỏi nhà. Đánh cho khác ở. Có đánh nhiều lần không chú? Ôi rồi lúc rượu say lúc nào thì đánh 3-4 lần rồi. À. Chú ở đây chắc chú biết rõ nhỉ? Rõ, cả làng biết hết rồi. Cả làng biết hết đúng không? Cả làng biết hết rồi. Vâng. Không biết là bà đi đâu, bà du hỉ thôi, xung quanh rửa hỉ thôi, xung quanh là mưa phun đi lấy củi á, lấy củi mà phun đây phải là pp ao ỉ mát thôi thì còn đấy bà... đi mấy mưa phun cây rửa đấy. Ờ còn cơm nước bà có cơm ăn không? Ôi giời không có đâu, đi làm giúp anh em vun đi vun ngô thì anh em cho. À. Không có. Nếu mà ngày nào mà bà ốm yếu không đi làm được là không có ăn đúng không? Không có ăn đâu. Con thì không cho nữa thì anh em thì cho bữa nào bữa đấy thôi. À. Thế là bà này nghe là trước bị liệt à? Trước bị liệt, tai liệt. Liệt khỏe rồi. À, bây giờ khỏe có nghĩa là trước là bây giờ là khỏi rồi. Đỡ hơn đúng không? Đỡ. Đi à. Ngô, trồng ngô giúp anh em cho thóc, cho gạo thế đó. À. Bà này trước đây bảo ốm lâu lâu xong là bị liệt không đi làm được, khi mà khỏi rồi mới bị con đuổi ra khỏi nhà chú. Vâng, thế thôi, cả làng biết hết rồi. Ừ. Chứa bao giờ khỏi rồi, khỏi thì con không cho cùng ở. À. Đây, để mang, đây, em đi. Mang chú cho hỉ thôi, em lén đây. Ừ. Bán rồi nên chắc phải chứ. Cô có biết bà này như nào không cô? Không biết. Không biết. Luôn vạc tay không đấy đâu. Tôi mà ru. Và mẹ gia này có, mẹ gia này có. Ủa. Luôn không có gì mà. Ừ. Phải lê lôn rứ, chứ cái râu ngầm ưu ở rù lái lê hàn măn lôn và lục lê đá cái rình rì à. Lê hạc rú phê na. Bố sát tập à? Ôi, tập mô cơn mà đứa là tập lái. Ừ. Và tập lái mà lắng măn chẳng để hạc mà tàu cái mày này, măn hạc tàu bình lê bước ngờ lắng nữa mà hứa rồ. Cái lục lê bố hứa đâu. Lục hứa đâu. Ừ. Thú dù bạn hãy lê phú hứa. Hứa mà lắng qua hết chỗ tổ và phèn cây mê và rú ạ, phèn lại phải chín phèo ăn chi. Bấy lệ, nả đau phứt nhanh nhanh bồ bạc tổ. Ừ. Nhanh văn nhanh bùm bì, nhanh bùm bồ tác ở rú là chèn đồ tổng mà chín ơn rá. Ừ. Nhanh hiền tổng chúa rú mà chín ơn rá. Mà lắng lệ, tổng mê bước cặp mê hiền phê bây giờ hứa mà lắng tổng ơn thú chín lỗ mơ điều. Rú lệ chín khổ tổ về lệ rú mà ơn mà nà. Ừ. Hôm nay có chú với lại cô đến đây thì cháu nông lại hỏi tiếp thì cũng nói như mấy người trước đây cũng đều là có nghĩa là hiện tại là tất cả các bản khéo còn tuồng ngào chứ còn biết mà nhỉ, cả bản đây bản này với lại bản bên kia còn biết hết nữa nhỉ, biết hết này cũng ai cũng đều một câu nói. Này chờ mãi bà cũng đã về rồi, chờ từ nãy cả tiếng trời, gọi hỏi trưởng thôn thì trưởng thôn có nói là đi sang bên kia giúp họ vun ngô để đổi cơm ăn. Tôi hứa có đứa à? Ờ. Chân đi vẫn lại gập khánh rồi.
đi về cho bà lán má nó vợ mới thái thì nay lái lề chết 10 em ừ nhà lái thì phèn nay lái ý lề chết 10 nay một phèn bà thì được con gái thương nhưng mà lại con gái lại ở xa khai tú bỏ điện thoại phá này cái điện thoại cấu điện thoại mê luôn nhưng phá cái hết luôn mình trả lên ấy rồi mê tư ổ thống này cái đắng điện thoại ổ à. Điện thoại cấu mê tư mà hử à, con gái cho một cái điện thoại cũ à mê mê với mừng trả nó lên rồi hết mê tư thế mà số chụp mắt rồi ừ. Trang rụt rộng vì là bà con đây mặc váy nên là đều phải có một cái túi như này để điện thoại mì tôm này vào ôi ôi ừ. Mới khuôn hàng với cha kịp với hãy. Rồi. Xong rồi đây. Bà mỗi lần đến là bà khóc các bác. Để tập về bên em để làm tí. Đấy mỗi lần về toàn là để chân như này vì là bà đau chân. Nên là còn háo chép háo này không? Ừ, chép cái này phải lấy 10 mà hỉ mà à, đau, rồi nhai nhai lái lấy bến đau khớp mà này to to con mờ to con mờ mờ pá bên khí lề nhai mà để này chứ lộ nhai thằng cuốn đấy buồn nhai để ra pá về chớ lề phát tí phèn này này đấy mi mi bà nên dù đoàn tiến đoàn hết bà Hằng dù Hà Nội phá thử Hà Bắc mấy bà nên dù Lâm Đồng tỉnh Lâm Đồng phá cửa son Bắc lên bên này lán má lán sư để khổ này sư để son cấn chá này sư để cấn ngừa nên sư để son rõ thướng này rõ mì chính nên rõ cứa lò dầu ăn bảy lụ bảy lán bơ hộp mì tôm á cái đó cơ bà lặng dòi tao cái đó cơ xả chủ tịch bí thư mà dòi bảy lụ bảy rươn để rồi làm bên này lấy bà làng bà dòi cả đắng cả dòi mỏ cả dòi bát cả dòi thiết cả dòi bà đang từ papa rồi lê du thị chọc chọc lúa bữa lắng mà tặng ở lê bà má lê hại gì mới du nàng chọc pin nổ bữa lắng vùng hại tương lai bà đang xúc động là bà làng người ở xa còn thương con không thương này này là tăng đơn này là sự chết bạc nữa. Nửa không hoa bà chọc làn chai tôi ngó mà dọa bà tổng chữ bụi chín đấy anh ấy. Này kể mà chữ yếu chữ chín bụi đấy cả rắn. Hôm nay cháu nông mua cái đồ này là cái gì nhỉ? Cocomi, một thùng cocomi mì tôm là 90.000, cá nục khô 2 kg là 140, dầu 2 lít là 70, muối một gói là 7.000, mì chính một gói là 20.000, gạo một gói là 250, thì tổng là 577.000. Còn tiếp đây là một cân thịt lợn. Một cân thịt lợn là 100.000 nữa là 677.000 các bác ạ. 697.000. 697.000, hiện tại là còn 3.000, dư 3.000.
Đấy, xa hợp tác. Xa chứ nó, này lán xó hử đó. Ừ, chứ tăng nhà nước em tàu mà cứu. Này là lán xó nhà hào tâm hử điều bố chứ xa hử đâu. Mà cứu bà bái bơ, lê ăn đái lê bà chín đấy chồng lê bà lê bên cái bệnh tật lê nửa nửa mô nửa vai bà chồng bố chín đấy điều. Tờ ăn đái lê bà này là chá nữa. Chá này phải ao ta cho hắn bà lê măn khố măn chân chín đầy dần này xong cấn đó. Nếu bị ra khoản nữa, bài mẹ Ninh Du Hà Nội, mẹ Ninh Du du Lâm Đồng, bài đó của đó, tàu bài luộc bài lán mà quả bà bài nữa lán à tầng à nổ em bài nổ nữa tàu mà du à bài bê. Bà thì cũng không biết nói tiếng Kinh nên là bà cũng nói tiếng Tày cảm ơn cô Hằng và cô Tịnh, mà cũng mong là hai cô thông cảm cho bà không biết nói tiếng Kinh. Cũng một lần nữa xin thay mặt bà xin gửi lời cảm ơn đến cô Phạm Thanh Tịnh và cô Hằng rất là nhiều, cũng đã gửi cái tấm lòng vàng đến cho bà ở đây. Bà đây tên là bà Nguyên. Bà ao rái rứng răng. Rái này để tiếp lại pí mà. Cháu nông đang hỏi bà là chú mất lâu chưa đi, thì bà nói là ông mất lâu chưa, thì bà có nói là hơn 10 năm rồi. Phần cái này cái ơn bài là bà hết a hết và cái đấy hết ơn này lục trái dù có mày là bà hết. Mày già này cái mày già này là từ con này mà dù bổ hòa dù hòa liêu tổn lại là ní bê ruột nàng bà là nay bê rớt má là mần kén cao quả bà là tổn chăng bà ní chăng bà là nãy tao chiếm cái tôi lúc bà cũng phải tiền bán một tiền cả bữa lệ tôi lúc em nhà nấy nhà đi khó bù mẹ già kể là chẳng để trắng bà trắng bà lệ khai mướn khai chẳng bữa đấy bên cái rồng đơn khế nắc mà lệ bên bái bên trả bên tê của má lệ mượn chẳng bữa đấy lệ hết đông hay việc hết cái tăng nắc cũng hết bữa đấy lệ lệ mẹ già nản xỉm và nản đấy măn bên phải lệ măn cả một tháng ông mía thả mía bán mía ở mới đẩy nấu lệ nay mía mới cũng dụ già lệ bờ liền bờ yếm nay pa pa ní mà rồi cây nhang bờ pa tổ rồi chích lên nu bây giờ vào yếm ní bây giờ vào yếm pa nó nhà bờ pa tổ. Bà có kể là bà nội đấy thì trước ở với lại nhà chú, sau chú say rượu nát rượu đấy thì đánh đập xong là mới chạy đi ở với bà, mới ở với bà Nguyên. Ở với cô này thì ở lâu rồi thì lại với con trai làm một phe, xong lại đuổi cô này ra ngoài, nói là cô này bị ốm yếu bệnh tật như này thì sẽ không lo được đâu. Nếu mà con trai của cô này mà không nghe bà nội thì sẽ không ai lo cho được. Xong là mới con trai mới nghe bà nội mới đuổi đánh cô này ra khỏi nhà. Và bà nội thì cũng bị con trai đuổi đánh thì lại chạy đi ở với cháu với lại cô này. Đó đây thì hiện tại thì lại đi xuống như đấy ở thì lại làm có nghĩa là giáo dục con cháu để đuổi cô này ra khỏi nhà, đuổi mẹ ra khỏi nhà, cũng giống y hệt như con trai của bà. Đấy, con trai của bà đuổi đi xong rồi lại đi lại giáo dục con trai của cô này, đuổi cô này ra khỏi nhà khi mà cô này đang bệnh tật ốm yếu. Mới nằn mất dù bổ hòa lê hòa cũng sắp tập à? Ừ. Sắp tập nên phê hẳn mất tớ cháu lục ra sắp ra.
cũng sắp tập lấy lề bả lề mà là lề bả bùi chẳng tiếng lề bến bộ bến cùng vào bến mẹ già lề lề mặn ní về thì đây về dù chuyện trường học này bên này bả tao bên bên rạp bù bên rạp má đi chào bạn mặn đấy nay mặt rỡ má nay mặn tao trắng bả mà là lề bên phe nụ lề bả bùi chẳng đi chào bạn mặn rỉ đấy lề bả và chữ cần kế lề chữ lề bả tao bên rạp má thế thì lại làm ơn rạp má nay mặt rỡ mà tao trắng bả làm ơn nhước họa và thân, có nghĩa là bàn mẹ chồng của cô này đấy thì trước đây là ở với lại con trai thứ hai đấy, ở với lại chú thím đấy thì về sau là con trai thứ hai, con trai của bà nội ấy là đuổi bà ra khỏi nhà bà để ở trường học. Thế thì về sau cô này là cô là phận con dâu thì cô lại thương lại đi đón bà nội về ở cùng, đón mẹ chồng về ở cùng. Thì cuối cùng ở lâu thì lại giáo dục con cháu lại đuổi cô này ra khỏi nhà. Vì nãy cái đầu video cháu nó cũng có nói rồi, bà kia là bà biết làm then. Bà then đi kiếm được tiền, kiếm được thịt, gạo, thịt về cho con cháu ăn nên là bây giờ con cháu lại nghe bà xong là mới đuổi cô này. Thật sự là ông rất là thương đấy. Cô thì lòng tốt đi đón mẹ chồng khi mà bị con trai đuổi đi lại đi đón về ở cùng cuối cùng ở lâu lại đuổi cô này ra khỏi nhà đấy. Từ nãy mà cháu nông ở đây cô khóc liên tục không bà bố cháu bà điều vào đây là bà biết rạp má mà đằng má là măn bù mì quyển nó rồi là đây má rỡng măn mì chớ kén má là măn mì quyển này hàm đây hàm tặng cái rươn cả bờ bà dù bà hàng khó đông liều mày từ rái từ đây là dù quyển măn đái là liều tổng bà này bà rùi ổng rồi cái kỳ để bí này để làm bí đỡ đó là măn cũng hàm tặng cái từ lúc bà nhau bờ bán tổ là bạn bè hệ khoản hệ rơ bị nổng bầu đầy khá vai mà phèn khá mũ khá vai cũng phèn đầy má lê bộ dòi bà ám đường chạy khổ phụ nữ với đồ nhóm lục lán hứa bà nhóm hạc xá hứa bà đã qua đầy mà đẩy sang mi tiên này nó trong thám phê được mẹ hỷ cùng tăng nào lê mà giác lấy lê rồng này lúc những đèo khơi nọc lề rú cũng diễn mà nhôm mẹ mày nấm đồ lề tăng mà giặc rú ấy chứ rồng vừa khơi lề cả đắng rú ngoài mà hở mẹ mày ní thì tật con lề mẹ già là lề trộn tụng và bảo dù chớ má lề hở bảo mới dù hẳn bả chẳng mưa nàng lục lán để kỳ bướn lề bả tao nghỉ lại và nhang mi bà rồi vô lề mày khấn hàng riêng kỳ bay hãy nhang một rung này cô có kể là từ ngày mà con trai đuổi ra khỏi nhà đấy thì cô không có tối nào không khóc mỗi đêm khóc 2-3 lần từ đến sáng. Nhưng thật sự là cũng rất là đau xót các bác ạ. Đấy, con thì nuôi nâng niu từng tí một, chờ mong ngày lớn để được dựa. Thì chết bẹt bướn lề bà nghỉ mày khấn hãy mày khấn lề hãy ông riêng đi hãy thân tâm ruộng đây mình đang bà của tao bảo ơi bữa đấy nó lục lán hà lán trai lán lúa có nằm cùng lề lán trai cái bảo nghiêng cái nhà nghiêng rất là nhiều rồi các bác, không biết ngày nào sập. Rồng má và khập má em cố phản khứ làn em bên phụ mới cha chỗ ấy là cô em bên tỷ liệt lái mử ở phiền chắn liều thì các bác cũng biết rồi. Nếu mà cháu ông thì một mình một tay thì cũng không thể nào mà làm được, thì cũng chỉ làm cái nhịp cầu. Nếu mà cô bác nào mà thương cô này thì phát tâm để giúp cô
để ý nếu mà được giúp đây thì sẽ làm một cái cũng bé bé như này thôi, để làm một cái xây bằng gạch để cho cô đỡ phải sợ. Như này thì nếu mà có mưa gió to thì có lẽ sẽ ở đây sẽ không yên ổn đâu. Thì ngoài trừ rùa lấy bỏ khởi dù mười trà mà má tàu rồng mà mẹ rủ tàu bị ao khá chẳng tòa xe má má chẳng muốn ở bên chẳng bên thuê tàu rung ông má mới muốn để khá đi bộ bữa nay bà cố tàu luôn cho tiến thì cho tự mở bệnh cái liều này đấy thì vừa rồi bị ruột xong là con gái với con rể lại về đi cắt cái cỏ danh này về để lập. Con gái với lại con rể thì cũng khó khăn nên nó cũng không giúp được gì. Đúng thì... mà hết hợp bởi rủ chẳng bị thuê, nấy khá hiểu tàu khổ, đâu rùa mở chứ chó. Thì cái thước phim này cũng xin được khép ở đây. Cũng hy vọng là lại tiếp tục được niềm vui. Cái thước phim xin được dừng ở đây. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác các thước phim tiếp theo. Cháu Anh Ông xin phép được giới thiệu đến các cô các bác. Là cháu Anh Ông có bán các mặt hàng ở trên gian hàng nho nhỏ của cháu Anh Ông. Đầu tiên là cháu Anh Ông có bán mật ong khoái và mật ong bạc hà. Khi các bác mua mật ong khoái hoặc mật ong bạc hà, mật ong rừng thì cháu Anh Ông cũng sẽ có gửi tặng cho các bác 5 lạng chè nhâm trần để cho các bác đun uống cái mùa hè này để giảm nhiệt các bác nhé. Tiếp thì cháu Anh Ông có bán hoa đu đủ đực khô. Hoa đu đủ đực thì các bác cũng biết là cái tác dụng của nó rồi. Tiếp là cháu Anh Ông có bán trà hồng sâm, sơn mật hồng sâm. Và tiếp là cháu Anh Ông có bán cái thuốc một người khỏe hai người vui. Tiếp là cháu Anh Ông có bán cái thuốc hỗ trợ điều trị xương khớp các bác nhé. Tiếp là cháu Anh Ông có bán cái trà mà điều trị mất ngủ, hỗ trợ mà mất ngủ. Tiếp là cháu Anh Ông có bán cái táo mèo khô. Đó, quả táo mèo khô. Tiếp là cháu Nông bán có bán là nấm ngọc cẩu, cũng một người khỏe hai người vui. Và cây nhâm trần, cây nhâm trần mùa hè này thì các bác mang đun uống rất là mát, giải độc gan. Và chuối hạt rừng đấy, cũng một người khỏe hai người vui. Tiếp là cháu Nông có bán dây thề canh hỗ trợ điều trị tiểu đường. Như các bác cũng biết là vừa rồi có một cô gọi điện phản hồi cháu Anh Ông là uống cái thì canh này là hỗ trợ điều trị tiểu đường thì giảm cái lượng đường rất là nhiều. Tiếp là cháu Anh Ông có bán giảo cổ lam 5 lá và 7 lá. Tiếp là cháu Anh Ông có bán là cây cỏ máu bổ sau sinh nhá. Mà tiếp là giảm béo thì có khổ qua rừng. Đó, cái mướp đắng rừng bác lấy về ninh với xương ăn hoặc là đun uống. Rồi cháu nó có làm được làm khô được cái củ giấy rừng. Các bác cũng biết rồi, cháu nó đi vào rừng lấy thì cái củ giấy này có tác dụng như nào thì các bác nghiên cứu ở trên Google, ở các trang mạng xã hội thì các bác cũng sẽ biết là cái tác dụng của cây củ giấy. Thì với cái gian hàng như nhỏ của cháu Anh Ông vừa giới thiệu với các bác thì các bác có nhu cầu thì liên hệ với cháu Anh Ông qua số điện thoại 0326 628 386 để liên hệ gặp vợ cháu Anh Ông để đặt hàng. Thì cháu Anh Ông xin cảm ơn các bác.